tính theo gì? Là trên cây có múi để làm được một cái cơi đẹp, đều và an toàn là không phải là đơn giản. Đối với đặc biệt là đối với cái cam sành và ở vùng Trà Ôn là vùng chuyên nghề cam sành. Thì tính những điều đó, chúng tôi đã khảo sát và đưa ra những cái thực tế đồng ruộng là bộ giải pháp chuyên về vấn đề là kích đọt và bảo vệ một đọt đều khỏe an toàn. Thì đây là hình ảnh là trước khi phun cái bộ giải pháp Elixir Camille và cái áo giáp kẽm. Thì đây là cái hình ảnh về bộ sản phẩm là áo giáp kẽm của chúng tôi với thành phần là acid humic dạng full vit kẽm 10% và lưu huỳnh dioxit là 5,35% và phụ gia đặc biệt nhập khẩu từ Ý. Và cái sản phẩm thứ hai là quản lý cây tháng thư và cái quản lý rễ giò nấm, đó là cái Elixir 750 WG sạch không vết bệnh của tập đoàn UBL. Và sản phẩm thứ ba là sản phẩm Camin 42SL siêu sạch khuẩn, hai hoạt chất Ninamycin và Kasugamycin. Tại vì trên cái rễ thì nó bao gồm có nấm và khuẩn cho nên chúng ta phối ba sản phẩm này lại với nhau. Rồi thì đây là cái hình ảnh là đối với chiếu để so sánh là trước khi phun và sau khi phun là 7 ngày. Đó, thì nó có sự khác biệt rất là rõ ràng. Và trên cái diện ruộng thứ hai nữa, đây là cái hình bên trên là trước khi phun và cái ở hình phía dưới là sau khi phun bộ giải pháp Elixir Camin và cái áo giáp kẽm, rất là khác biệt. Thì đây là cái hình ảnh của diện rộng của cái ruộng cam là cái trước khi phun bộ ba này ha. Và đây là cái hình ảnh là sau khi phun cái bộ ba, nó rất là khác biệt ha, về cái vấn đề là số chồi cũng như là cái độ xanh, độ dày của lá và độ phủ của tán lá trên một cái đơn diện tích. Và một điều nữa là cái cỏ cũng xanh rộng. Thì hôm nay Adio của anh Phil trở lại vườn của anh Chí ha. Anh ở Hậu Thành, chợ Ông Vĩnh Long, thì cái vườn cam hôm bữa Phúc có cho thử nghiệm cái là cái áo giáp kẽm cùng với cái Camille và cái Elixir. Hai cái clip này là cái clip nó kém phát triển so với bên kia. Nhưng mà sau một tuần ghi nhận kết quả thì bữa nay nó kết quả tuyệt vời. Cái lóng vượt rất là xa. Đây là cái cây cũ của hổm, bữa nay vượt hơn một lóng tay các bạn. Hơn một ngón tay. Sao anh? Thấy sao? Quá tuyệt vời luôn. Ok ha. Cam là thấy quá đầu tư, quá ok. Cái clip này hổm nó còi phải không? Của hổm còi mà bữa nay phát mà tới xịt thuốc dư ra rồi cỏ cũng phát theo luôn rồi. Cái clip này ha, cái clip này cỏ ok mới phát hơn mấy cái clip kia luôn ha. Dù mà văng ra ngoài cỏ nước ra ngoài thôi nữa mà cỏ cũng phát theo, nhìn không ra luôn. Bữa nay nó vượt muốn bằng mấy clip kia luôn rồi đó. Bữa hổm thấy đì ha. Bữa hổm đì mà có ba clip này nó hơi bị đì mà đưa thuốc là vô cái làm như bữa nay nó phát triển nhìn thấy vẫn cỡ 9-10 cái kia luôn mà cỏ nhìn cỏ như hẹ xanh quá trời luôn rồi. Cỏ nhìn nó cũng ngon. Này là hổm xịt bay hơi nè. Ở cái hơi, cỏ hơi thì không mà cỏ này vậy nè trời. Chiều này rồi công ty thuốc còn phải cho tiền xịt cỏ nữa, sao mình đủ cỏ người ta không cỏ không phát mà đưa thuốc vô thì cỏ phát quá trời. Mấy liếc ngoài kia không cỏ không phát mà xịt mày xịt vô đừng cỏ lên quá. Quá trời như hè luôn. Là nữa. Trời ơi cây này như. Thấy lên liền. À, hổm hổm có một ngón tay bữa nay vượt hơn một ngón. Quá ok nè. Thôi vô cũng phải thấy được rồi, hiệu quả rồi. Thì cái này coi sao qua lấy thuốc này xịt cái ok, nó lụa lại cái đưa thuốc này lên. Này quýnh cử sao nó bằng ngoài luôn, bữa nay muốn vượt bằng ngoài luôn rồi. Đó, bữa nay 9-10 mẹ đó. Mày cái đọt ngon èo nhìn thấy. Đã không? Ừ. Sạch bệnh ha. Ừ. Ok, cảm ơn anh. Nhìn thôi trong cam mà xịt thuốc mà văng qua cỏ thôi nữa, cỏ nay cũng sao quá thì cỏ tốt luôn. Nếu quý vị quan tâm, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số máy 0949 237 249. Adio Goldfield, lắng nghe và chia sẻ.